까지 소원을 묻는다면 사랑 이름도 없어. Hello mọi người, mình là Mina đây và xin chào đại gia đình Diaries của Mina. Mina muốn giới thiệu qua về video ngày hôm nay có tên là Saigon Diaries ở một mình trong tháng 9 và tháng 10 của Mina. Okay, let's go. Chẳng anh nghĩ em mù sầu, chẳng anh nghĩ em đây mới yêu lần đầu ấy. Vì đã quá quen nên em chẳng còn thấy đâu. Mọi người, bây giờ thì Mina đã đến địa điểm rồi. Mình đoán được là đây là đâu, là Long Nguyên đây này. Mina sẽ chia sẻ cho mọi người xem một chút nha. Cái team rất là đông, set quay rất là hoành tráng. Mới quay à? Trời ơi, đang PR dùng đó. Ai nha, dữ dội em nha. Đó, mọi người nhớ lên qua bên đó, qua bên đó nha. Thì tụi mình gọi một cái chicken Caesar salad, một cái waffle mushroom. Vân là gọi món pancake steak. Và chị em mình thì cũng là biết Nga rất là lâu rồi, chắc cũng phải mười mấy năm. Lúc quay qua mạng từ khi mà Nga vẫn còn ở bên Nga mọi người. Nhờ chị mà em biết cái tiếng Việt đó. Ăn đầu vào thì nó có thể hơi chua. Mình phải biết là cuối cùng đây là mình cái gì. Còn nếu mà mình cứ kiểu mặt đài thì là mình sẽ mới biết. Hello mọi người, Mina đang đi trên đường thì nãy có một cái bầu trời kiểu đang hoàn hôn rất là đẹp, nhưng rất tiếc là Mina không kịp quay với mọi người. Nhưng mà trong cái lúc mà hoàng hôn đẹp đấy thì Mina có một câu nói mà kiểu trong thời gian gần đây nó rất là có ý nghĩa với Mina. Thì câu nói đấy Mina cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người, tại vì Mina rất là sợ là mình quên ấy. Thì câu nói đó là không có gì là mãi mãi và kể cả nỗi buồn cũng vậy. Thực sự đây là một câu nói có ý nghĩa với Mina rất là nhiều. Tại vì ngày xưa ấy, Mina luôn luôn nghĩ là khi mà mình buồn ấy chắc là nỗi buồn nó sẽ dai dẳng mãi mãi thế này thế kia. Nên là mọi người ơi, Mina sẽ để câu nói đấy ở đây nhé. Rất là mong rằng mọi người sẽ cảm thấy vui hơn khi mà xem video của Mina. Và bất cứ ai đang buồn, đang khóc, chắc chắn là hãy nhớ câu nói này nhé. Mình càng mạnh mẽ vượt qua nó thì mình càng sẽ stronger hơn thôi, sẽ càng mạnh mẽ hơn thôi. Tin với Mina nhé. Cố lên. Good morning mọi người. Bây giờ thì Mina vừa mới tới quận Nhất và đang ở Park Hyatt luôn. Thì mình sẽ lên lầu 9 để tham gia một sự kiện về các sản phẩm dưỡng da của Dior. Nên là Mina sẽ dẫn mọi người đi theo nhé. Rực rỡ của hoa hồng London kết cái bộ tác phẩm nổi tiếng của ông, hầu hết những ai dành riêng để trồng. Thì Dior có riêng một cái phòng lab chỉ riêng nghiên cứu về hoa hồng. Mọi người, bây giờ sẽ là tiết mục unboxing cùng Mina và Gigi. Đây là túi quà của Dior và đây là chiếc áo gối, cái chữ Dior Prestige và bông hồng. Trong này thì có 3 sản phẩm. Và đầu tiên là nhân vật chính là cream kem dưỡng, cái thứ hai là cái serum cũng là của thuộc dòng Dior Prestige luôn, và cái cuối cùng là Mina có thấy là em nước hoa Miss Dior. Xinh không mọi người ơi. Thật ra là Mina đã có rất là nhiều những cái phiên bản nước hoa này của Dior rồi. Và để xem mặt môi này nó như thế nào nhé. Trời ơi, rất là sang chảnh và rất là quý cô luôn. Mina rất là thích cái mùi này. Thật ra là Mina có một em với cái full size rồi và Mina đã dùng gần hết rồi. Nên là đây là một cái sản phẩm Mina thấy rất là phù hợp để đi travel. Kem dưỡng da thế này. Hoa hồng thơm quá mọi người ơi. Và tiếp theo thì Mina có một chiếc hộp rất là to này của nhà Moroccan Oil. Oh my god, cái mùi hương rất là thơm luôn ấy. Cái mà Mina cảm thấy ấn tượng nhất chính là chiếc bình uống nước này. Ở trong này thì Mina có bộ đôi dầu gội và dầu xả dưỡng ẩm là nó ở đây. Còn em này là mặt nạ tóc dưỡng ẩm sâu. Theo là đây là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của Moroccan Oil rồi, là em dầu dưỡng tóc Moroccan Oil. Đây là một em xịt xả khô đa năng. Và mọi người, con Gigi nó vẫn chưa biết cách xuống. Để Mina thử gọi nó nhé. Con đang làm gì đây? Chị à, đây là cái màu trắng sau khi mà Mina đi tẩy trắng răng này mọi người. Bây giờ Mina mới nhớ ra mọi người. Sorry guys. Mina đang đi trong một cái chỗ để mua đồ cho thú cưng ấy. Mua cắt mèo này, đoan cho mèo, đoan cho chó. Và mua thêm một cái xích mới cho Gigi. 120.000. Là nó rẻ hơn cho mèo. Ủa Gigi nằm trong này ổn không? Không, không thôi nhá. Ăn gì xuống. Ok. Gigi ơi. Gigi. Hello mọi người, đây là bộ đồ mà Mina sẽ mặc để đi nhổ răng ngày hôm nay. Và Mina cũng chưa ăn, thế nên là mình sẽ quyết định là đi luôn và tìm thứ gì để ăn. Tại vì Mina có ca mổ nhổ răng vào lúc 10:30. Thế nên là bây giờ chúng mình hãy đi nhé. Okay. Nhiều bên này, răng trên và răng dưới luôn. Đây là trước khi Mina sẽ nhổ răng. Hello mọi người, Mina vẫn nói chuyện được nhá. Mina vừa mới nhổ răng không xong. Trong bao nhiêu phút nhỉ? Chắc nửa tiếng. Nhổ bên này xong và bây giờ đang chườm đá, nói chuyện được. Nhưng mà tại vì không nói lớn đâu là bởi vì trong miệng đang có cái bông gạc ấy. It's okay. Cái lần lần đi nhổ răng ở Parkway này nó trộn ví là nó tốt hơn so với cái lần mà mình ra nhổ răng ở bên này. Bởi vì cái lần mà mình ra nhổ răng đầu tiên ấy thì mình đã không nói chuyện được và về nhà mình chỉ đi ngủ thôi. Nhưng mà bây giờ về nhà ấy thì mình vẫn đặt máy quay để nói chuyện được với mọi người này. Thế là đã là một dấu hiệu rất là tốt rồi. Và mình đã có hẹn là một tuần sau sẽ đi cắt chỉ. Mina rất là vui vì có thể kiểu về nhà update được với mọi người cái tình hình nhổ răng khôn của Mina ấy. Mina cứ nghĩ là Mina về Mina mệt quá, Mina không có làm được gì cơ. Hẹn gặp mọi người sau vài tiếng nữa. Bye. Khi mà Mina đã nhổ răng và Mina cũng vừa mới ăn xong luôn ấy, thì bây giờ Mina sẽ nhìn vào toa thuốc của bác sĩ kê ngày hôm qua để uống này. Mina thấy trộm vía là ngày hôm nay dậy thì Mina có đánh răng bình thường không đau gì hết nhá. Xong rồi ăn cũng không đau so với ngày hôm qua. Ban đầu Mina cứ nghĩ là sang ngày thứ hai thì cái má bên phải của mình nó sẽ rất là sưng, kiểu nhìn thấy rõ. Nhưng mà bây giờ mình nhìn vào nhá, mình thấy nó rất là bình thường. Và ngày hôm nay thì Mina mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Thì ở đây Mina sẽ uống 3 loại thuốc. Cái này là Efragan để giảm đau này, thì một cái là để giảm sưng, một cái là để giảm viêm. Và kiwi đang ngồi đây này mọi người. Lâu quá rồi mọi người không gặp kiwi đúng không? Nó rất là to luôn. He's so big guys. Kiwi, đừng con. Hello mọi người, bây giờ thì đã là sau một tuần kể từ khi mà Mina nhổ răng khôn rồi. Và hôm nay thì Mina sẽ đi cắt chỉ. Nên là Mina nghĩ là chắc là cái quá trình này nó cũng rất là nhanh lắm. Tới ngày hôm nay thì Mina vẫn nói chuyện bình thường rồi. Kiểu Mina cảm thấy là nó không có sưng kể từ khi mà Mina nhổ răng khôn luôn ấy. Thế nên là trộm vía là cái lần nhổ răng khôn này nó cũng diễn ra khá là dễ dàng đối với mình. Ok, lát nữa Mina vào cắt chỉ thì Mina sẽ quay tiếp nhé. Pardon me, where are my manners? It's a pleasure to meet you, can't help but admire.